I live in Utah, Murray. My location. Hi anh. Hai sư phụ. Hôm nay mà làm màu pastel nha. Làm màu pastel. Đứng camera của em không có được. Màu xanh. Màu xanh với màu tím. Hi Camry. Nice color. That's a nice color. More clear. Okay. Chuẩn bị vô New Year mà làm màu mùa xuân. Xuân cho New Year. Hai phụ tá. Yeah, I'll see now. Just help you today. Okay, you have a problem with time in too. What do you need? See, I have some ready at 4. 5 o'clock, okay. You're serving. 2 o'clock, move it till 5. Yeah, the time, same girl, we have only one time in here. Okay, no problem. Okay. So 2 o'clock, Monica? Monica, what's your phone number? 385-385-414. 6318. Okay. Thank you. Right. Gracias.
How are you? Oh, Beauty. Hi, how are you? Này về Judy hả con? From Judy. Beauty. Buddy. New OM 108. Okay, one more full set. Hustle. OM. OM. The new color, OM 108. Gotta run the hustle. Yeah, you know. Amen. I know how to do some little business. Because while they, you know, they are here anyway. Exactly. Okay. Why wait? Yeah, why wait tomorrow? I mean today. You're here. The other girl won next week. It's a new year coming up. Why wait next year, right. Next week? Right. Get them on, get them done. That's right, get them done. You guys have any plans for the new year? Party? Are you not to party on New Year? Every 2 weeks. Yeah. A week. Yeah. As often as you can. Set, so you don't buy it. So when you buy it, you buy it. I love this clitter. Right? Pretty clitter. Mm-hmm. Does that make sense though? You know, because when you have nails, you're like, oh man, when you put your hand in your mouth, like, oh, that's my money. Yeah. But when you don't have, you don't spend money on your nails, you're like, okay, it's okay. Buy my nail, you know. But when you don't have nails, don't buy your nail. Oh, don't buy your nail. Cái bột cái này là cái bột này là bột clear của Chiso này mọi người. Nó dẻo lắm. Dẻo mà trong nó không có bị bọt. Không có bị bọt gì hết. Bông làm sẵn. Nơi mình có bông làm sẵn. Khỏi phải vẽ. Hai anh gì thế con Cường? Sydney, would you like a bottle of water today? Yeah, me too. Anybody want a bottle of water? You want one? Mm-hmm. You got one? How about you two? Mình ăn gian, hôm nay mình ăn gian. Mình không ngồi vẽ. Mình cắn luôn. Cho nó khỏe. You want to open for you? Give me a second. Bông này mình làm phẳng cũng được, mà mình làm nổi cũng được. Tiền
Thank you. Thank you, everyone. Yeah, I make yourself. I make myself when I have time. What brings color? Easter color. Easter color. Easter color. I like it better than red. You don't like red? No, not much. Thank you, sugar, honey. What you ask the color? Tiffany color 144 solid and 130 lavender and new OM 108. Tiffany color, the green one, 144, and purple, 130, new, OM, 108. Thức khuya để chờ anh đó chứ thức khuya làm gì, có không đeo làm. Khi chờ chính phủ chờ chị chờ anh với chị Trang bữa giờ á không thấy yes, thank you. Yeah.
Yeah, the flower make their hand. The link. À, anh sư phụ, anh cho người ta cái link đi chứ, để cho người ta vô người ta lựa như vậy. Chứ em không có ship ít á, anh cho cái website cho họ. Còn đó không nhỉ? Hay đi đâu rồi? Hai em nãy giờ hả, kêu quá trời không thấy đâu hết, lo gọi không à. Hồi nãy giờ chị Trang á, có người khiến chị Trang quá trời á. Thank you.
Hổ nói gì kìa con. Xin chào em. Cái tay nhỏ đó nhiêu kìa? 65 đồng. Hey, baby. Got how to get. Bông nữa, đúng rồi em. Bông má, bông má, bông má. Bông chưa đi á. Bông nào nó cũng ôm xuống cái móng thôi đó, nó không có bị dày, nó tự nhiên lắm. Mình làm em làm ở dưới cũng được, mà em làm ở trên cũng được. Hai bức vi. Cái bếp vi hay bếp vi em? Cái vũa mà hôm bữa em hỏi chị nè, cái vũa này chị thích nhất đó. Chị thích xài nhất trong tất cả các loại đó. Thành phố Lê. Thank you.
Thôi chị, nãy giờ có người kìm chị quá rồi, kìm luôn á chị Trang. Tiếng chị quá trời luôn á, nói nhớ chị nữa đó, không biết còn đây không ta. Anh đang học à, anh trở lại anh học rồi hả? Anh không có làm nail nữa hả? Bị cái gì? Trang cứng nhà có người nhớ luôn. Rồi kiếm chị. Trời ơi. Kiếm hồi nãy kiếm chị. Kiếm chị với sư phụ. Kêu chị quá trời không thấy chị vô, không biết còn ở đây không nữa. Chắc đi đâu rồi. Nói nhớ chị với sư phụ quá chừng. Cái bông này không chị à, chị Trang mới nặng ra nè. Màu xanh thì tông xanh thì có màu xanh, tông vàng thì có màu vàng, màu trắng thì dễ làm nhất. Hai chị Lợi chắc chị quá. Chị bắt lấy xe khách hả? Hôm nay chị làm hả? Chị làm ở đâu? Chị làm ở team hay ở chị? Không đẹp không? Cái này ơi, xếp học màu xanh bao nhiêu tiền? Xếp học màu xanh á, bây giờ là 165 đồng chị ơi. Nó bự như, nó bự bằng cái xếp học học kia, nó có hộp luôn. Chị không lấy hộp thì em lấy chị 150. Tại vì cái hộp này nó lớn, em sợ chị gửi về nó hơi... Hộp này là hộp lớn. Đẹp lắm chị, mê luôn á. Còn cái chị, em mới lấy về mà cái bữa nay em có còn màu xanh đẹp lắm. Tại vì cái người này người ta làm màu xanh này, chứ em thôi là em lấy màu xanh ra đó. Ra gắn rồi. Chị sẽ lấy một set nha em. Ok chị.
có gì em gửi lại cái, có lấy thêm gì thì em gửi về cái địa chỉ đó luôn cho chị nha. Gửi chị nhận được rồi đúng không? Chị nhận được cái cũ chưa? Chị có nhưng mà bây giờ là hàng nó đang làm, đang đặt hàng, chưa có ship về được. Ồ chị check thử nha, bữa em nói chị ngày mấy giờ, ngày 28, nếu mà ngày 28 thì hôm nay nó tới. Có gì coi hôm nay coi có hôm nay chị. Màu xanh dễ thương lắm. Chị ơi có bán chưa gắn hộp? Có luôn em. Có bán chưa gắn hộp luôn. 15 đồng một tip. Hai chị Nini. Em đã trả nợ hết cho mọi người rồi. À, đã ship hàng hết rồi. Ship hàng hết rồi nha. New Year không biết cách làm New Year đông không, mấy cái kinh chị hay Maria nếu mà cũng kinh cho em biết. Ok chị, có gì nhắn tin cho em biết, tại vì em đã check cái tracking number, em thấy là nó, em gửi cho chị bữa hình như là nó nói là 28 tay á, thì chị coi canh lấy nha, tại vì bây giờ cái mùa này nó hàng hóa đừng nó đi chậm chạp lắm, cho nên em cũng sợ nó thất lạc. Mùa này hàng gửi đi nhiều lúc 2-3 tuần chưa tới, chán lắm. Go live stream. Rồi. Giờ mình gắn đá nha. Hi Tracy, em khỏe không Tracy? Em đi làm lại chưa? Mùa này đông không chị? Mùa này không có đông lắm em. À, trước Noel á thì chị làm đông lắm. Còn làm sau Noel thì nó cũng ok thôi, không có đông lắm. Hai chị Liên Lương quả không? Giữ con hả? Mùa này kêu người giữ cũng khó. Con ở nhà giữ con thêm thời gian nữa đi em ơi. Bây giờ lại cũng đang dịch quá trời. Kêu quá trời. Bây giờ mình gắn đá nha.
Nào chị đang trả lời ok em, hồi nãy chị thấy mà chị đang bận. Hello, how are you doing? Okay, no problem. We'll wash your hand and then Alex will be with you, okay? Okay, bây giờ mình làm gắn đá. Bây giờ mình gắn đá ha. Oh no. Thế sợ dính vô đây vậy. Mình làm đá đất, mình lấy cái cọ mình làm đất mỏng thôi nha. Rồi, lớp keo xong cái mình bỏ một cái lớp top coat lên luôn. Hi Yami, where are Yami? Chiêu này là chiêu gắn đá em. Happy New Year em. Bên em có đang đóng cửa phải không Yami? Em đang đóng cửa không? Nè mình chậm chậm xuống nha. Để cho cái đá này nó nằm xuống nha. Nó không có bị rớt. Cái này machine kim sao rồi mình lấy cái chiêu mà chiêu gắn đá chiêu đặt để gắn đá
Đá lát này. À, đá đắt thì 10 đồng hũ. Đá đắt á, mình thường thường mình bỏ vài viên, vài hột á, nơi nơi hột lớn á, rồi mình đắp lên thì nó nhìn nó sáng. Nó đẹp. Không bỏ cũng được. Mình đắp một lớp mỏng thôi. Rồi bỏ một lớp thốt khốt lên luôn nha. Mình bỏ một lớp thốt khốt lên luôn rồi mình mới đắp ha. You want pedicure today? No? No pedicure? I just want a color change. Just color change? Yeah. Okay. Color change. Mình bỏ nơi nơi vài hộp. Nơi nơi vài hộp ha. What color? I don't know. Something like a light purple. I like it. Okay. Lavender. Yeah. Nghe giùm nha. Đó, cho nó đều. Chỉnh lại. Cho nó đẹp. Rồi mình đổ vô lại nè. Xài cũng được. Cái hũ nó nhỏ vậy á, mình xài cũng được. Cái lấy 15 đồng cái gói cũng được nhiều tiền. Tùy mình xài bao nhiêu ngón thôi em. Nhưng mà chị nghĩ cũng được. Không biết được mười mấy 20 ngón không ta. Con chị cũng để ý nữa. Nhưng mà xài cũng được á. Cũng được nhiều tiền á. Dễ hả? Hai ngón mình lấy. Hai ngón này thì chị lấy 20. Hai ngón này thì chị lấy 20. Sơn thiệt và mỏng. Rồi, bỏ cái lớp thốt khốt lên luôn. Hình như có 2 giờ anh Nhân. Không. Còn không tới ngày mai. See you at 2 o'clock. I'll make it up. Okay, thank you. Mình bỏ cái đó lên thôi. Thank you.
treo đập thì mình làm mình dễ chỉnh sửa hơn. Chứ còn cái kia nhiều lúc nó dính, cái nó dính luôn, mình không có chỉnh được. Xài cái đá trắng. Hi Vanessa. Cái design này bao nhiêu tiền? Ồ, tối mắt nhỉ? Em dễ phải biết em lấy thì theo chế cái nói giá chế nó để vậy coi cái này ombre có ombre không? Không, chỉ tính design thôi. Design này hả? Ừ, nó phim mà phim sơn thường sơn chéo của mình nhiều cái là chế cái nói là cái design này hồi lâu quá ha. À, chụp với lại này rồi là lấy 40 design đi. 40 đồng tiền design. 40 đồng tiền design. Hi.
You said. Bá mình một clear này cũng sáng ghê. Ghê đáng sáng quá trời. Ron Lê mình không có chồng lên nha, không có chồng lên cái hộp, nhưng mà mình nhụi nhụi cho nó chảy vô trong mấy cái khe á thì nó giữ cái sẽ giữ cái hộp mình nó chắc hơn. Yeah.
We will take picture. Ok, thôi bye 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 mọi người. Thank you cả nhà nhiều. Bây giờ mình tắt máy, mình